Chúng ta cho tay để cùng chào đón đoàn lân sư phòng Hỏa Lân Dương. Xin mời cùng vi cùng chụp tức. Thank you.
cảm ơn đội Lân Sư Đồng Hòa Lân Đường rất nhiều. Chúng ta cũng mang lại một bầu không khí vô cùng tuyệt vời trong ngày với Tết Trung Thu ngày hôm nay. Các nhà thân mến, và ngay sau đây